quay chi tiết chạy trải nghiệm thử cho anh em mình cái Atix nhé. Atix 26 màu đen cực kỳ đẹp nha anh em. Xe bỏ ngoài nắng thôi, chút xíu nữa em để vào trong mát, để ngoài nắng nước sơn nó xuống. Bản này bản 1.8G nha. Màu đô 104. Màn hình dinh nè. Này mà đổ lên cái màn hình lại, màn hình này màn hình 9 inch hay là 7 inch đẹp ta? Anh em nghĩ đây là cái màn hình 7 inch hay là 9 inch ok ta? Điều hòa nè. Chỉnh gió. AC tắt mở nè. Đang lạnh. Chỉnh nhiệt độ nè. Auto gió auto nè. Cũng đơn giản nha, Toyota họ thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Số D nè. Anh em muốn chạy sport anh em vô số tay nè. Cộng trừ nè, giảm số 1 số 2 rồi đó, ở trên màn hình nó sẽ có nè, để chữ M1 nè. Anh em chạy anh em nhích lên M2 nhưng mà phải di chuyển nha. Di chuyển thì anh em đá số nó mới nhảy, còn anh em để gì anh em đá số nó cũng không nhảy đâu. Chuyển qua đây là D ha. Mấy cái tính năng này thì anh em trên mạng cũng review nhiều rồi, em không cần phải giới thiệu lại ha. Chủ yếu là quay trải nghiệm, chạy thử cho anh em mình coi. Ở đây nó có là gương gập điện. Chữ B này là parking, thể cảm biến phía sau nè. Khi mà anh em mà lùi á, sợ phía sau mà có vật cản gì đó, anh em bấm chữ B này. Còn không anh em tắt cũng được. Xin lỗi anh em nha, anh ấy đang quay em có điện thoại. Rồi, bây giờ mình chạy. Chạy nghiệm thử nha. Toyota Atix 216 bản 400 mấy nha anh em. Tí xíu nữa em cân đối lại giá chính xác nữa cho anh em mình tham khảo nha. 216 xe đẹp, nguyên zin nha, không lỗi lầm gì hết. Tí nữa em quay cận cho anh em mình coi. Chạy đi ra ngoài này nè, chưa có thắt dây anh em, để thắt dây kìa. Mấy dòng này chạy thì cực kỳ đầm này, thắt dây an toàn cho nha. Cảm giác chạy mấy con này cực kỳ đầm, đầm chắc và sướng nha. Chạy đi ra ngoài này thử nha. Đăng kiểm thì tháng 10. Ngán ngán hôm bữa mới bị bắt cái vụ đăng kiểm ra ngoài này nè. Xe hết đăng kiểm mình chạy mình không để ý. Ra mấy anh chạy lên, mấy anh ngó, mấy anh thấy, mấy anh lụm luôn. Đấy. Giờ mỗi lần ra ngoài này cái là mình nhớ, là nhớ nhìn lên cái đăng kiểm luôn. Không hết đăng kiểm là tôi luôn mới tới công chuyện ha. Chạy nhẹ lắm anh em, vô lăng này nọ đồ đánh nhẹ, cảm giác nó lanh lanh với xe. Máy 1.8 là em thấy đủ xài, 2.0 thì nhiều khi là nó hơi dư, vì cái xác xe này nó cũng nhẹ, nó không phải là 7 chỗ. Đau đầu mấy hôm nay là giấy tờ anh em. Giấy tờ thực sự là bó tay, bó toàn tập rồi. Không có làm gì được hết. Chờ giấy xuất xưởng ở đâu mà ra. Chỉ chờ cán bộ nhà nước đã thấy khó khăn của dân rồi họ sẽ thay đổi luật, họ sẽ thay đổi cách để mà mình nhập hồ sơ vào. Chứ còn bây giờ là thua rồi. Kể cả nói đúng ra luôn, bây giờ cán bộ người ta cũng biết á. Có nhiều cán bộ hôm bữa mà em nói chuyện á, em hỏi nó là anh ơi bây giờ xe em quậy, bây giờ nhập vô không được thì sao? Mấy ổng còn khuyên nó, mấy ổng kêu mày đi quậy đi, mà giờ đem xe ai chủ xe ai trên hợp đồng mua bán đem tới đó là quậy. Chứ giờ kêu anh giải thích anh cũng không biết đường đâu nữa, tại mấy ổng đưa ra sao anh làm vậy. Chắc mình nghĩ 1-2 tháng gì nữa sẽ có sự thay đổi tí xíu. Chứ còn mình làm, mình đã chi quá nhiều rồi. Một chiếc xe lời nhiều khi 20-30 mà chi quá nhiều cho cái phần giấy tờ rồi. Hiện tại bây giờ một hồ sơ mà để mà trôi được, cho anh em mà ra được cà vẹt giấy tờ thì mình phải chi nó gần hơn 10 triệu.
10 triệu về vì không phải nói về dịch vụ nữa, nói chung là tính luôn thuế má, đóng tiền này nọ đó, tổng cộng lại hết á thì gần 10 triệu rồi, hơn 10 triệu xíu rồi đó. Hồi trước thì là khoảng lên quanh 10 triệu cho một chiếc xe đời 2024 cho đến 2028 thì đóng thuế này nọ luôn thì lên quanh khoảng 10 triệu. Còn bây giờ mà cũng vậy, phải là phải hơn 10 triệu rồi nha anh em. Đây là nỗi lòng của những người buôn xe. Hy vọng mong cán bộ cơ quan chức năng sẽ thấy được cái sự khó khăn này. Chứ còn giờ mà mua bán mà sang tên đổi chủ không được thì đâu ai mua. Giống như xe máy, giờ em cũng có một người bạn làm xe máy. Những xe mà khoảng 10 triệu á, là ký bao tranh chấp, mua bán bao tranh chấp cửa hàng với vậy là người tiêu dùng bao tranh chấp. Chứ không ai mà ra tên được hết. Ra tên quá nhiều thủ tục gầm gà. Còn những xe mắc tiền hơn thì giữa hai bên thỏa thuận, hai bên thỏa thuận với nhau. Rồi anh em ơi, xe này anh em tới anh em mình coi trải nghiệm chạy thử nha. Em cũng có quay sơ sơ để qua cái chỗ này trống trống em tấp vô em quay kỹ hơn cho anh em mình coi lại đó, chi tiết hơn xíu nữa. Bây giờ anh em mà có xe cũ thường em hay mạnh miệng lắm, mạnh miệng anh em mà có xe cũ là gọi bán cho em được ha, xe mà xe đẹp đẹp, xe lướt lướt đó gọi bán cho em mua giá tới giá cao hơn thị trường 5-10 triệu. Nhưng bây giờ không dám mạnh miệng nữa anh em. Thử anh em tưởng tượng đi, một chiếc xe mà xe mới xe lướt đi, đi mấy ngàn cây vậy á, thì mình mua cũng đúng gần bằng với cái giá gọi là bây giờ hãng, thì kể cả hãng nhiều. Hồi xưa hãng có mấy cái vụ là mấy cái hãng người ta cũng có thu lại xe cũ để người ta bán á, người ta trao đổi người ta bán á, thì giờ hãng á họ không dám thu nữa. Không phải họ không dám mà là cái biến động họ từ cấp trên người ta đưa xuống quá, hãng người ta sẽ thu với cái giá là biên độ lợi nhuận á nó cao, nó dày lên thì thu kiểu vậy, thì dân người ta sẽ phản ánh, người ta nói tôi xe mới mua mà đi chưa được tháng 2 tháng gì nữa mà bây giờ quay đầu lại lỗ gần 200 triệu 178 gần 200 triệu á, thì hãng người ta cũng muốn giữ cái sự gọi là uy tín, cái bộ mặt, người ta không thu. Giờ ai mua anh đem ra ngoài anh bán thì mình, nó là những người buôn xe như là mình đây đó, thì sẽ vào thì mình sẽ thu theo kiểu gọi là bán được cái dòng nào hôm nào thì mình sẽ thu theo cái kiểu là chạy lên đây đi, kiểu là đúng chân á, gọi là đúng ru á, thì mình sẽ thu máu. Chứ còn như những cái dòng lạ lạ hay biến động đồ rớt giá như mấy con VinFast đồ á thì không dám nha. Hoặc là mấy cái dòng như là xe đời mới mà mới ra mà chạy khoảng chừng 20-30 ngàn cây, giờ mình hơi e dè xíu, tại vì khi hãng người ta sẽ giảm giá xuống cái là xe mình sẽ rớt giá theo, xe cũ sẽ rớt giá theo. Đi ra đây quay sao thấy xấu quá ta. Tí nữa bữa sau kiếm cái chỗ nó đẹp đẹp hơn, cái chỗ này cái bãi rác quay xấu quá à. Tiếp lóc cửa tiêu lớp cũng còn dày nha, lớp cũng còn dày, con này đẹp, máy móc đồ zin hết, số má gầm bề đồ là zin hết nha anh em. Ghế chỉnh điện nè, gương gập điện nè, bê này là cảm biến lùi nè, bê bắc kinh đó, cảm biến lùi, ốc đồ zin hết nè, lóc cửa này, lóc kính nè, lóc mở cửa kính auto một chạm nè. Ghế sau nè nó sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi ha. Mua em giao xe liền luôn nha anh em nào mà tính ở xa mà muốn em giao xe cọc em chuyển xe xuống cho anh em. Cái cốp sau là cốp giật nè, Corolla tiếp 1.8G ha, đèn đẹp nè, đèn xi nhan, đèn hậu đâu này nọ đâu, sáng bóng sạch sẽ đẹp đẽ quá đẹp anh em.
ok anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video sau.